cửa biển ở Thừa Thiên Huế có nguy cơ bị lấp kín. Cửa biển Tư Hiền nằm giữa xã Lộc Bình và xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, hiện một cồn cát dài gần 500 mét, rộng 200 mét chắn ngang cửa biển khiến tàu thuyền công suất lớn của hai xã Vinh Hiền, Lộc Bình không thể ra vào. Theo ngư dân, trước đây cửa Tư Hiền rộng khoảng 500 mét, sâu 5-7 em, các tàu công suất lớn ra vào dễ dàng. Từ tháng 3 tới nay, do cửa biển bị thu hẹp, nước cạn, nhiều tàu thuyền muốn ra vào phải đợi thủy triều lên, có tàu phải đậu ngoài biển xa, gọi điện cho người thân chạy thuyền nhỏ ra chở hải sản vào bờ. Có tàu không thể ra vào cửa Tư Hiền, ngư dân Nguyễn Nhật, xã Vinh Hiền cho biết nhiều tàu thuyền đã bị mắc cạn, gãy chân vịt. Để tránh hỏng tàu, nhiều tháng nay ông Nhật phải chạy lên cửa biển Thuận An, cách Tư Hiền khoảng 50 km, để ra khơi. Ngư dân chúng tôi mong muốn cửa biển sớm được nạo vét, ông nói. Ông Nguyễn Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Hiền cho biết, tình trạng cửa biển Tư Hiền bị bồi lấp diễn ra nhiều năm. Năm nay bị bồi lấp nặng hơn và nguy cơ bị bít rất dễ xảy ra, nếu không nạo vét kịp thời. Tỉnh từng cấp phép cho công ty 55 tổ chức nạo vét cửa biển Tư Hiền, song doanh nghiệp không nạo vét bên trong mà tiến hành ngoài khơi xa và đem cát đi bán. Ngư dân thấy vậy nên phản đối, không cho công ty làm nữa. Xã đã báo cáo tình trạng này lên huyện Phú Lộc và tỉnh, ông Tam cho biết. Xã Vinh Hiền có 15 tàu công suất trên 400 CV và 300 tàu thuyền nhỏ. Võ Thạnh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.